Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại channel của mình. Thế thì tiếp tục hôm nay mình sẽ kể cho bạn một câu chuyện cười mới. Đó là câu chuyện nụ cười hãy đưa em đến nơi em có thể khóc thật to. Đầu như sau: thấy bạn trai cầu phòng có vẻ buồn rù, tí liền hỏi sao thế Cường, thất tình à? Cường thở dài một lúc, sau đó Cường nói: con gái tại sao lại khó hiểu như vậy nhỉ bạn nhỉ? Tôi đã cố gắng hết sức để chiều ý cô ấy, làm những điều cô ấy muốn. Thế mà tại sao cô ấy giận dỗi vô cớ với tôi như vậy hả bạn? Chuyện là thế nào? Để đầu đuôi tao nghe xem nào, mày nói như vậy thì làm sao tao biết được câu chuyện nó như thế nào để mà khuyên bảo mày. Cường tiếp tục nói: mày biết tao tát em Lan lâu lắm rồi đúng không? Hôm qua em ấy tự nhiên kêu buồn rồi nói đi đến nơi nào đó để khóc thật to và thoải mái. Cơ hội tốt lấy lòng đấy. Thế mày đã đưa em đi đâu? Làm gì? Cường thở dài. Tao nghe xong liền đưa cô ấy đến đám ma. Sao nàng chặn Facebook số điện thoại tao luôn? Muốn đến nơi nào mà khóc thật to mà không, mà tao đưa đến nơi đấy là đúng quá rồi còn gì. Mày khóc thật to thì cũng chẳng có ai để ý, cũng chẳng có ai trách cứ gì. Chỉ trừ trường hợp là mày cười thì người ta mới mới đánh mày thôi. Là anh chàng là quá là ok các bạn ạ. Anh chàng này được đấy, anh chàng này tỏ ra là một người rất là thông minh. Câu chuyện về nhà xin kết thúc ở đây, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.